Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Nano Silymarin OIC. Nếu chẳng may bạn mắc phải các căn bệnh về gan thì chi phí điều trị là không hề nhỏ, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và là nỗi lo của người thân. Thấu hiểu được điều này, nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ gan ra đời, trong đó có sản phẩm Nano Silymarin, nhằm giúp các bệnh nhân giảm các gánh nặng về tiền bạc và trên hết là hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa hiệu quả các bệnh về gan. Hãy cùng blog trị bệnh tìm hiểu về sản phẩm này. Nano Silymarin OIC là gì? Sản phẩm Nano Silymarin OIC là một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chức năng bảo vệ gan hiệu quả. Ứng dụng công nghệ nano vào sản phẩm, các tinh chất có trong Nano Silymarin thẩm thấu nhanh vào cơ thể, đạt hiệu quả cao trong sử dụng hơn các sản phẩm cùng loại, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng. Sản phẩm có chức năng hỗ trợ, bảo vệ và tăng cường chức năng gan, ức chế sự phát triển của các bệnh về gan để không chuyển biến thành ung thư gan. Sản phẩm cũng có thể sử dụng với những người có chức năng gan yếu, muốn bồi bổ gan, phòng tránh các bệnh về gan. Đây là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty cổ phần Dược Nam Hà, được phân phối trên thị trường và nắm bản quyền bởi công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải. Với công nghệ sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP WHO của nhà máy Dược Nam Hà và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của sản phẩm khi sử dụng. Đây là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty cổ phần Dược Nam Hà, thành phần chính có trong sản phẩm Nano Silymarin OIC. Trong sản phẩm Nano Silymarin OIC thì thành phần chủ yếu trong đó chính là chiết xuất Silymarin từ cây kế sữa, tên khác là cây cúc gai. Silymarin là một hợp chất thuộc flavonoid, là chất oxy hóa mạnh có tác dụng loại bỏ hết các gốc tự do có hại trong cơ thể, giúp thành trừng các bệnh viêm gan, vàng da, viêm túi mật. Silymarin từ lâu đã được sử dụng trong các chế phẩm bảo vệ và điều trị các bệnh về gan, hỗ trợ chức năng gan cho các bệnh nhân bị tổn thương gan, giúp gan ổn định cũng như ngăn chặn các chất độc từ môi trường bên ngoài gây hại cho gan, phục hồi những tế bào gan bị tổn thương và kích thích sự hình thành các tế bào gan mới. Ngoài ra, trong mỗi viên Nano Silymarin OIC còn chứa các tá dược sau: Lecithin PEG-600, Acrisone K140, Polyzobate 80, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Nipazin, Nipason, Oxit sắt đen, Oxit sắt đỏ, Vanillin, nước vừa đủ một viên. Thành phần chính trong sản phẩm là chiết xuất Silymarin từ cây kế sữa. Công dụng thải độc bổ gan của Nano Silymarin. Nano Silymarin có tác dụng không thể bàn cãi đối với gan, bảo vệ gan khỏi sự nhiễm độc từ bên ngoài, ổn định tế bào gan và tái tạo tế bào gan mới. Vì thế mà sản phẩm có những công dụng tuyệt vời với những người bệnh gan như hỗ trợ bảo vệ gan, giải độc gan và tăng cường chức năng gan từ bên trong, cải thiện các triệu chứng của các bệnh về gan như vàng da, mẩn ngứa, dị ứng, nổi mề đay, ngăn chặn những tác dụng có hại lên gan từ rượu bia, thuốc lá, chất độc từ bên ngoài môi trường, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ hay men gan cao. Nano Silymarin có tác dụng không thể bàn cãi đối với gan, bảo vệ gan khỏi sự nhiễm độc từ bên ngoài. Đối tượng dùng Nano Silymarin OIC với những công dụng tốt với người bị bệnh gan, sản phẩm được những đối tượng sau tin tưởng sử dụng để hỗ trợ tình trạng của bản thân. Những người mắc các bệnh viêm gan do virus, viêm gan A, B, C, những người bị xơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan, người bị suy gan, có chức năng gan kém, dễ bị vàng da, hay mệt mỏi, chán ăn, cơ thể suy nhược. Những người sử dụng nhiều bia rượu, các chất kích thích hoặc mong muốn bảo vệ gan và nâng cao chất lượng gan. Sản phẩm sử dụng với những người sử dụng nhiều bia rượu, các chất kích thích hoặc mong muốn bảo vệ gan. Cách dùng Nano Silymarin, để sử dụng sản phẩm này bạn hãy làm theo hướng dẫn sau, kể cả bạn bị các bệnh về gan hay sử dụng sản phẩm để nâng cao chức năng gan. Mỗi ngày sử dụng 2-3 lần sau ăn, mỗi lần uống 2 viên, bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Lưu ý, trong quá trình sử dụng sản phẩm, người sử dụng cần có một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, không rượu bia hay chất kích thích, ngủ đủ giấc và tránh các thức ăn nhiều dầu mỡ. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, người sử dụng cần có một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Nano Silymarin có tốt không? Sản phẩm Nano Silymarin được nhiều khách hàng lựa chọn và sử dụng vì những ưu điểm sau. Sản phẩm được bào chế tại nhà máy đạt chuẩn GMP WHO, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể yên tâm về mức độ an toàn của sản phẩm này, ngay cả những đối tượng nhạy cảm như phụ nữ mang thai và cho con bú cũng có thể sử dụng được. Nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và châu Âu, được kiểm định gắt gao và đạt tiêu chuẩn EP châu Âu và USP của Mỹ trước khi được chế biến. Nano Silymarin OIC được hàng ngàn khách hàng sử dụng và đánh giá tốt, giúp họ có được lá gan khỏe mạnh trước những tác động của bệnh tật và cuộc sống. Nano Silymarin OIC có tác dụng phụ không? Qua thời gian xuất hiện trên thị trường, sản phẩm này chưa ghi nhận bất cứ trường hợp khách hàng nào gặp phải các tác dụng phụ hoặc tình trạng cơ thể không mong muốn.
nhưng lưu ý những người có mẫn cảm hay dị ứng với các thành phần trong sản phẩm thì không nên sử dụng. Cần tham khảo các ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng sản phẩm này. Nano Silymarin mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Nano Silymarin OIC là một giải pháp hữu hiệu cho những người đang gặp các vấn đề về gan hoặc mong muốn phòng tránh, bảo vệ chức năng gan, có một lá gan khỏe mạnh, ngừa các biến chứng có thể dẫn tới ung thư gan, giúp giảm thiểu các chi phí cũng như thời gian cho những bệnh nhân mắc các bệnh về gan. Hiện tại giá bán sản phẩm là 600.000 VND, hộp 60 viên. Ngoài ra, khi bạn mua combo 3 hộp, bạn sẽ được tặng thêm một hộp. Bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc, cửa hàng ủy quyền của nhà sản xuất trên cả nước, hoặc bạn cũng có thể mua sản phẩm này trên các trang bán hàng điện tử, sàn thương mại. Nhưng để nhận được các ưu đãi khi mua hàng và để nhận được hàng chất lượng, chúng tôi gợi ý cho các bạn nên mua ở website bán hàng của nhà sản xuất. Hiện tại giá bán sản phẩm là 600.000 VND, hộp 60 viên. Nano Silymarin OIC là giải pháp tuyệt vời nhằm giúp bảo vệ và bồi bổ lá gan của bạn, tiết kiệm tiền bạc và thời gian cho những bệnh nhân có các vấn đề về gan. Sản phẩm này cực kỳ an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Hy vọng qua bài viết trên của blog trị bệnh đã phần nào đưa đến các thông tin cho bạn và giúp bạn lựa chọn một sản phẩm phù hợp với tình trạng bản thân. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.